Còn thời gian chúng ta còn hai cái mạch nhâm và mạch đốc. Thì nếu mà học bữa nay mà hết sớm thì không công cho các bạn ha. Bên đây đông y hôm hôm rồi cũng không công mà cuối cùng không không công cho các bạn được. Thì hết giờ tôi sẽ không công cho các bạn. Trong mạch đó thì đi đường kinh thì ta có 12 đường kinh. Về kỳ kinh bát mạch thì ta có 8 cái là mạch. Trong đó 8 cái là mạch. Thì chúng ta sẽ học hai cái là mạch, nhất là mạch nhâm và mạch đốc. Thì trong kỳ kinh bát mạch thì ta có 8 cái loại mạch. Trong cái những đường kinh mạch thì cái đường vận chuyển vận hành đặc biệt thì ta có gồm 8 cái mạch, trong đó mạch đốc, mạch nhâm, mạch xung, mạch đới, mạch âm di, mạch dương di, mạch âm kiểu, mạch dương kiểu. Cùng tất cả 8 loại mạch này ta gọi là 8 mạch, tức là bát mạch. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái mạch đốc. Đi vào cái mạch đốc thì cái mấy cái mạch mà hội ấy, thì mở mạch đốc và nguyệt hội á, thì các bạn tôi nói các bạn ghi ha, điều các bạn không có sách. Thì mạch đốc á, sẽ bắt đầu từ từ trong cái trái thận, từ trong thận đi xuống cái hội âm. Thì các bạn có sách thì các bạn dòm ngay trong cái sách có cái hình vẽ hội âm. Hội âm thì nằm phía 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 dưới của tử cung. Đối với nữ thì phía sau của tuyến, đối với nữ thì từ cái chỗ hậu môn đi đến chỗ âm hộ thì cách chỗ hậu môn chút xíu lên khoảng 2 thốn gì đó thì ta có nguyệt hội âm. Còn đối với nam thì của tuyến tiền liệt, sau của thứ của tuyến tiền liệt. Đối với nam thì ta từ chỗ hội âm, từ qua hậu môn thì ta lên cấu trường cường, tức là đi lên cột sống á. Đi mạch đốc thì đi theo cột sống, đi thẳng lên trường cường, ta chạy thẳng lên đốt sống lưng, ta chạy thẳng lên đốt sống lưng, ta qua cái việc phong phủ nằm ở trên sống cổ đây, và ta chạy lên chỗ bách hội. Chạy bách hội thì lên đỉnh đầu đó, thì ta xuống trán, rồi đi xuống cái sống mũi, đi xuống sống mũi và kết thúc tại nguyệt ngân giao. Nguyệt ngân giao ta còn gọi là đài đoan, đài đoan. Thì nguyệt đài đoan này, ngân giao này, nó sẽ kết nối với cái mạch nhâm đang đi vòng về phía trước. Từ cái mạch đài đoan này, ngân giao này thì nó chạy xuống cũng xuống hai âm, tức là cái mạch nhâm và mạch đốc nó sẽ nối liền, nó liền từ chỗ hội âm đi qua hậu môn, chạy lên trường cường, chạy lên phong phủ, chạy lên bách hội, chạy xuống ngân giao. Từ ngân giao này sẽ chạy xuống tới hội âm lại, đi phía trước ngực. Nói chung là mạch nhâm và mạch đốc thì đều là khí dương, còn trong cơ thể, còn mạch nhâm thì điều hòa khí âm ở trong cơ thể. Vì là chức năng mạch đốc thì nằm ở giữa cái phần lưng, kiểm soát cái đường kinh dương của toàn bộ cơ thể, tức là 5 cái đường, 6 cái đường kinh dương đều do mạch đốc quản lý.
kiểm soát toàn bộ. Thì nó có quan hệ mật thiết với tủy sống và đại não. Nó có quan hệ mật thiết với tủy sống và đại não. Mạch đốc thì có chức năng là thông và dự trữ, thông và dự trữ, cũng như điều hòa khí huyết ở trong cơ thể. Nó giữ ấm cơ thể, nó điều hòa khí huyết, vì nó giữ ấm được thì khí huyết nó mới được lưu thông, nếu mà lạnh quá thì nó không được lưu thông. Như vậy là nó có hai chức năng lớn nhất của mạch ống là điều tiết và kiểm soát các hoạt động về tư duy, kiểm soát hoạt động về các cơ quan của sinh dục. Nó kiểm soát về tư duy, kiểm soát về tư duy, kiểm soát về hoạt động của các cơ quan sinh dục của nam và nữ. Như vậy thì nó có liên quan đến thận, vì vậy chỉ có thận mới quản lý được cái cơ quan sinh dục và nuôi tinh. Như vậy là ảnh kiểm soát bộ phận sinh dục, vì bộ sinh dục có liên quan đến thận. Các cái huyệt vị của cái mạch đốc thì có giúp cái điều hòa tráng dương, tăng cường sức đề kháng, làm cho thân thể tráng kiện hơn, khỏe mạnh hơn. Mạch đốc là một trong những cái mạch quan trọng nhất. Cho nên trong cái việc mà điều dưỡng, bồi bổ và làm ấm mạch đốc là vô làm ấm mạch đốc cùng với các huyệt tráng dương khác để giúp cho cơ thể tránh được các cái chứng bệnh như cảm mạo, đau nhức, đau đầu, đau cổ gáy, eo lưng, nhức mỏi, hay quên, mất ngủ, kém trí nhớ. Tinh thần thì suy nhược, thì có khả năng dẫn đến tai biến mạch máu não, liệt dương, duy tinh, giảm sinh dục và các bệnh do thận suy và các bệnh do thận suy. Thì cái này các bạn nhớ, mạch đốc giữ một vai trò quan trọng giữ ấm cho cơ thể, việc trong việc điều dưỡng làm ấm cái mạch đốc cùng với các huyệt tráng dương để giúp cho cơ thể tránh được cái chứng chứng các bệnh như là cảm mạo, cảm mạo, đau nhức đầu, đau cổ gáy, đau eo lưng, nhức mỏi toàn thân, hay quên, mất ngủ, tinh thần thì suy nhược, có khả năng dẫn đến cái chuyện tai biến mạch máu não, liệt dương, duy tinh, lãnh dục và các cái bệnh do tạng tỵ, do tạng thận bị suy yếu. Như vậy là các bạn khi mà giải qua cái mạch dâm mạch đốc thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn điều chỉnh âm dương trên mạch dâm và mạch đốc. Thì cái bài điều chỉnh âm dương trên mạch dâm mạch đốc thì nó có nằm ở trong lớp cơ bản của viện chẩn. Thì cách điều chỉnh để tăng cái sức đề kháng, tăng cái sự cảm mạo, chống nhức đầu, đau cổ gáy, đau eo lưng, chống mệt mỏi hay quên, mất trí nhớ, tinh thần suy nhược, có khả năng là dẫn đến cái bệnh tai biến. Vì trong đó nó có trong mạch đốc nó có cái huyệt phong phủ, rồi đại trữ ở đại trì, rồi bách hội. Rồi nhân trung và ngân giao.
Thì trong cái mạch đốc thì ta có cái có nguyệt du nguyệt giao hội tại mạch đốc, nó là du nguyệt hội. Thì các bạn có thể ghi mấy cái nguyệt này để các bạn làm ấm nó, tức là tráng dương bổ thận, tránh được những cái bệnh mà tôi mới vừa nói ra. Thì các bạn ghi du nguyệt giao hội, một là trường cường, trường cường đào đạo, đào đạo đại trì, đại trì á môn, trung phủ não hộ, bách hội thủy câu, thần đình. Các bạn dò lại, khi mà các bạn muốn giữ ấm được cơ thể thì các bạn cần phải sưởi ấm, dùng giờ gọi là người dùng tiếp nhất là người bị cảm lạnh mà cơ cái mạch đốc không không điều chỉnh được được dương, thì chúng ta hơi những cái nguyệt như nguyệt du nguyệt giao hội là nguyệt các bạn tôi đọc các bạn dò lại ha: trường cường, đào đạo, đào đạo đại trì, á môn, hung phủ, não hộ, bách hội, thủy câu, thủy câu và thần đình. Thì một chút nữa ta sẽ đi vào nguyệt, thì tôi sẽ chỉ các cái nguyệt cho các bạn. Thì trong cái nguyệt thì các bạn xem có mấy cái nguyệt mà chúng ta cần quan tâm đến cái nguyệt của mạch đốc. Những cái nguyệt mà quan trọng nhất của mạch đốc là nguyệt hội âm. Thì các bạn có thể ghi rồi chút nữa tôi phân tích luôn một lần một. Cái số 1 là nguyệt hội âm là nguyệt quan trọng nhất. Chỉ cái đường sinh dục, hứa cái bộ hạ của nam và của nữ. Di tinh, kinh nguyệt không đều, bệnh tâm thần. Các bạn nguyệt này thì các bạn dễ, các bạn đối với nam và nữ cũng vậy, chúng ta thường nên giữ ấm cái nguyệt này bằng cách thì dùng máy sấy hoặc quỳ ngang nghe cứu tạ hơi, thì giải quyết được cái bộ sinh dục của nam và của nữ, vì khu vực này là một những cái khu vực là bẩn thỉu nhất, vi trùng núp từ đây rất là nhiều. Cho nên là cần sự nóng, sự nóng ở đây đối với nam thì cái tiết tiền liệt được ok hơn, đối với nữ thì bộ sinh dục của nữ tiếng tiền liệt sẽ được thông thoáng hơn, đối với nữ thì bộ phận tử cung, âm hộ, buồng trứng, rồi âm đạo, âm hộ, âm thần thì nó làm ấm hơn. Khi mà các bạn làm ấm lên thì dứt phát là buồng trứng tử cung của bạn sẽ không bao giờ và không bao giờ bị bú u sơ tử cung. Đối với nam gì các bạn sẽ không bao giờ bị phi đại, viêm loét và do quá tiến tiền liệt.
Cái việc thứ hai là việc trường cường. Thì hậu môn thì tới tới đâu thì thôi tôi chỉ cho các bạn tới đó cho bạn ghi trong cái đầu luôn. Thì các bạn thấy cái huyệt trường cường thì nó sẽ nằm ở đây. Có cái huyệt hội âm thì nó nằm ở đây. Nằm ở đây. Tức là ngay hậu môn nó nằm đây. Thì nó sẽ đi ra phía sau và nó đi thẳng lên trường cường. Trường cường thì nằm ở đây. Đi thẳng lên đây. Đi thẳng lên đây. Lên ở đây là phong phủ. Đây là phong phủ. Lên tới đây là bách hội và đi tới đây là ngân giao, đi sẵn đây là ngân giao, là nguyệt cuối cùng của mạch đốc và tiếp giúp tới thừa tương của mạch nhâm để đi tiếp. Thì cái chỗ của nguyệt trường cường thì nó nằm ở sau lưng đây, đây cái này đây. Thì cái huyệt trường cường này chuyên trị về táo bón và bệnh trĩ. Bị nó nằm dưới, nó trị chuyên môn, nó trị táo bón và trị bệnh trĩ. Hình như là cái trường cường này nó đau lắm. Tính theo nguyệt thì trường cường thì nó là cái nguyệt đầu tiên. Số 1 là nguyệt đầu tiên của mạch đốc. Cái huyệt này nó nối liền với cái mạch nhâm thông qua cái huyệt hội âm. Huyệt hội âm là trung tâm của mạch nhâm và mạch đốc. Dây trường trường là huyệt đầu tiên. Đây là cái huyệt của mạch đốc, kinh thận và kinh đổm đều đi qua huyệt này, ta gọi là nguyệt hội. Vậy là đường kinh đổm và đường kinh thận đi qua mạch đốc ta gọi là nguyệt hội. Như vậy là nó sẽ giúp cho cái xương chúng ta mềm dẻo hơn, tăng khí hơn, khí của thận được dồi dào hơn, giúp cho bồi bổ năng lượng cho cuộc sống. Như vậy là chúng ta cần lên làm ấm cái vùng này thì nó sẽ tăng cho cái cuộc sống được ấm áp hơn. Nó giúp cho cái thận được được tốt hơn. Như vậy là cái đường kinh đổm và đường kinh thận đi ngang qua mạch đốc. Như vậy là trường cường, nếu anh hơi trường cường thì nó sẽ giúp cho thận và đổm được khỏe mạnh hơn. Như vậy là trong này ta có hai cái huyệt hội âm và trường cường. Huyệt thứ ba là huyệt yêu dương quan. Cái huyệt yêu dương quan là vị trí nó nằm ở cái đốt sống thứ 16. Từ đốt sống cổ đi xuống. Nó nằm ở chỗ L4. Tức là nguyệt yêu dương quan. Cái nguyệt này thì nó trị được đau thắt lưng, trị đau xương cùng, kinh nguyệt không đều,
Khí hư, di tinh, liệt dương. Thế chị đại tiện ra máu. Cái huyệt này là một trong những cái huyệt có một vị trí lớn nhất của cơ thể, vận động vì nó mang dương khí, nó mang dương khí, nó mang dương khí, mà cái mượt này nó bị tắt đi thì nó sẽ gây trở ngại trong việc dẫn khí dương đi. Nếu mà cái chỗ huyệt này nó bị tắt đi mà khí dương không qua được thì cơ thể chúng ta phải cảm thấy mệt mỏi hay thiếu dương khí, ta sẽ cảm thấy đau nhức mỏi ở vùng này. Đây là nơi thoát vị của địa điểm cột sống thắt lưng, vì nó nằm ở chỗ L4 L5. Cho nên các bạn thấy ngay chỗ cái vùng L4 L5 là nguyệt yêu dương quan. Cái chỗ này là cái chỗ vận động của con người nhiều nhất, mà dễ thoát địa điểm nhất, dễ thoái hóa nhất, dễ bị thoái hóa nhất, dễ bị đau nhất, vì dương khí đến đây bị tắc nghẽn làm cho chúng ta bị đau nhất ở vùng này. Cho nên vùng này bị dễ thoát vị địa điểm. Cái huyệt kế tiếp là cái mệt, cái huyệt mà mệt môn. Cái mệt môn này là chuyên về bổ thận, giúp cho cái xương dẻo dai hơn. Nó nằm ở cái vị trí L2. Việc này có mối quan hệ mật thiết với vùng dương khí của tạng thận. Cái huyệt này nó có mang quan hệ mật thiết với dương khí của tạng thận, đó là thận du. Vì hai bên cách qua một thốn gửi thì nó là thận du, thì nó có quan hệ mật thiết đem dương khí cho thận, giúp cho thận làm ấm khí và huyết đi nuôi cơ thể. Như vậy là ta dùng cái nguyên nhân ngải cứu, ta dùng nguyên nhân ngải cứu, ta hơ cái mệnh môn là một cái biện pháp hiệu quả nhất tăng cường dương khí cho thận và trị các chứng bệnh như đau lưng, mỏi qua gối, thoái hóa đốt sống lưng, yếu sinh lý, liệt dương, kinh nguyệt không không đều, lạnh cảm ở người phụ nữ. Các bạn nam thấy người bạn của mình lạnh cảm thì chúng ta nên hơi cái nguyệt mệnh môn. Mệnh môn này là một cái cửa sổ rất là lớn của Bạch Đốc, cho nên hắn bị dễ bị tắc. Nếu cái bệnh môn này tắc thì khí ở Mạch Đốc cũng sẽ bị tắc theo. Nếu nó bị tắc thì các bạn sẽ thấy cơ thể chúng ta sẽ bị đau nhức, đau nhức mỏi nhức ở cái vùng này, nó làm chúng ta khó chịu, nhất là cái đốt sống lưng của chúng ta dễ bị trượt ra ngoài, hay là thoái hóa do khí huyết tụ lại đây, nó dễ bị dôi quá cuộc sống. Các bạn thêm cái việc số 5.
Công việc số 5 là công việc chí dương. Các bạn xem cái việc chí dương. Cái việc chí dương thì ở cái đốt sống thứ bảy, chúc lịch tây bảy, đó là việc chí dương. Từ chỗ đại trì đốt số 1, ta kéo dài đốt thứ bảy, thì đó là việc chính giữa của nó là chí dương. Việc chí dương này là chị ho hen, đau vai lưng, cổ cứng đơ, đau dạ dày, viêm gan, viêm túi mật, đau ba sườn. Đây là một cái nguyệt chí dương, thì khí huyết thì nó dồi dào nhất, là điểm tựa của toàn thân, là điểm tựa của toàn thân. Nếu các bạn đau lồng ngực, tức ngực, hoặc là đau cơ hoành, thì nguyệt khí dương này nó sẽ giúp cho quan làm giảm đau. Đây là nguyệt của dương khí, dồi dào nhất, là điểm tựa của toàn thân, có chức năng nó làm cái lồng ngực của bạn căng cứng, hoặc là cơ hoành của bạn co thắt hay là đau nhất, thì các bạn nên nhớ dùng cái huyệt chí dương thì chúng ta sẽ giải quyết được việc đó. Ngoài ra nó còn có tác dụng giúp cho giảm đau, xoa dịu được cái cơn đau thắt ngực, đau dạ dày hay là đau lưng. Thì cái huyệt này ta nên xoa bóp và dùng ngang để cứu cứu cái huyệt này. Cho nóng lên là được. Các bạn nhớ nằm ở cái đốt sống thứ bảy. Tới cái huyệt thứ sáu là nguyệt phong hữu. Phong hữu này ta chia ngôn về trị cảm mạo. Mao đầu, cứng cô gái, bệnh tinh thần, bị trúng gió. Thì cái nguyệt này á thì nó nằm ở trên cái gáy, từ cái chân tóc đi lên một tấc. Trong cái gân cơ lớn. Trong cái gân cơ lớn đó phòng phủ. Thì cái mệnh này chuyên về đã phong phủ rồi, phong là gió. Thì trị được các bệnh phong như cảm, sốt, nghẹt mũi, sổ mũi, viêm họng, khan tiếng, chóng mặt, hoa mắt, nhức đầu, cứng cơ gáy, đau lưng và bệnh thần kinh. Xoa bóp và cạo gió và cứu cái việc này. Cái việc này các bạn hay cái chỗ là phong phủ phong trì. Các bạn trị thứ nhất là đau cổ gáy, đưa máu lên não, trị nhức đầu,
chị nhức đầu rất là hay, đặc biệt các bạn chị Diêm Son, Phong Phủ, Phong Trì, Ế Phong và Á Môn, các bạn đi xe cái vùng gáy này nè đau lắm. Các bạn nào mà bị tai biến mạch máu não thì dứt khoát là cái huyệt này đau, vì cái cánh cửa, cái đường đi của máu lưu lên não, cho nên cái huyệt này dễ bị tắc, nó dễ bị tắc. Tới cái huyệt đại trì, đại trì thì các bạn nghe biết rồi, nó nằm ở cái đốt sống cổ số 7 và chỗ T1, thì nó nằm ở chỗ T1, đó là huyệt đại trì. Cái huyệt đại trì này ta trị cái chứng sài lạnh, nằm ở dưới C7. Đại trì cộng với thần khuyết là một cặp nguyệt giữ một vai trò quan trọng để điều chỉnh điều hòa âm dương trên cơ thể, giúp cho cơ thể khỏe mạnh và tráng kiện. Vào mùa đông, mùa hè hay là ta đi gặp nắng, gặp mưa, gặp gió thì bị nhiễm lạnh, thì ta nên gia ấn cái nguyệt này, cứu nguyệt này để làm cho cái ấm toàn thân. Khi mà sốt cao, cảm mạo, ta nên kết hợp với cái nguyệt đại trì, khúc trì, vỗ ha, bấm thêm hột cốc cho đến khi mồ hôi ra thì cơn sốt sẽ hạ liền. Cho nên cái nguyệt này ta trị được sốt rét, hạ nhiệt, tâm thần, hen suyễn, đau cổ và đau lưng. Bởi vì huyệt đại trì này là để là trung tâm từ đốt sống cổ đi xuống xương sống thể qua huyệt đại trì, cho nên chúng ta huyệt đại trì này chúng ta không để bị tắc lạnh. Các bạn có coi hôm rồi tôi có đăng cái bài trị nóng lạnh của cơ thể, mà tôi trị các bạn xem 1 phút rưỡi người ta không còn lạnh nữa, thì trong này có nói là khi mà cái sốt cao bị cảm mạo, cho nên kết hợp với cái việc đại trì, đại trì hai việc đại trì ở đây cái bên đây có cái việc đại hai cái việc đại chữ, ta kết hợp với khúc trì nằm ở đây, khúc trì nằm ở đây, và kết hợp với cái hợp cốc, tôi bấm vài cái thì mồ hôi sẽ ra, thì làm cho ấm cơ thể. Cho nên hôm rồi tôi có sử dụng cái mấy cái huyệt như đại trì, đại chữ, mệnh môn, với cái huyệt nội đình, với cái huyệt nội đình, thì canh kia hết nóng, không còn một tí nóng nào trên. Tới bà cái lớp cái bà thứ hai là bà lạnh tay, mới lạnh cái hai cái tay lạnh chân, thì chúng ta sử dụng cái bột ngược lạnh. Với lạnh thì ta sử dụng thiên su, người ta học rồi, thần khuyết, thiết bồn, thiên đột và trung quản, trung quản
và cái việc khúc gốc ở dưới sương mù thì sẽ hết lạnh nha. Tới cái nguyệt số số 8 là nguyệt nguyệt Bách Hội. Cái nguyệt Bách Hội thì nó nằm ở chính giữa cái đầu. Người đầu đây. Nó trị được qua mắt, hôn mê, tâm thần và bệnh trĩ. Đau đầu thì rất là hay. Nói chung là tất cả các bệnh về khí huyết, bệnh sa thế cung. Ở trong này chúng ta có các cái huyệt để trị sa thế cung rất là hay. Các bạn không thể ngờ được đâu. Sáng nay giờ lúc 9 giờ có chị Sài Gòn điện xuống. Tôi trị sa thế cung cho chị đó 4 lần. 4 lần. Thì sáng nay chị về chị nói là hoàn toàn rút lên hết. Bằng cái ổ trứng gà, bằng cái hột trứng gà lò xuống âm hộ đi cũng được, khó đi lắm. Chị chỉ đi từ trên lầu chỉ bước xuống 3 bước là chị hết đi rồi. Thì cái tử cung nó lòi xuống như cái trứng gà ở âm hộ. Nhưng mà chấm bữa đầu rút lên chiều rồi còn xuống, chấm lần thứ hai hết hẳn luôn. Nhưng mà đi khoảng chừng 400 mét lội xuống. Cho nên chỉ ở nhà không nấu cơm được. Bởi vì đứng đâu được. Đi khoảng còn 3 bước là lội xuống. Nhưng mà tới chấm tới lần thứ tư là không rút lơ, không 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 còn xài xuống nữa. Cho nên sáng nay 9 giờ chị điện báo cho thầy mình. Báo trên vui là chị đã hết hoàn toàn. Thì trong cái bộ nguyệt này ta có cái nguyệt Trường Cường, ta có nguyệt Bách Hội, ta có nguyệt Hồi Âm, ta có nguyệt Quang Nguyên, Thần Khuyết, Thiên Xu, Quy Lai, Trung Cực. Khi mà ta dùng cái bộ viện chẩn rồi ta dùng cái bộ nguyệt của Đông Y này hết liền. Chỉ trong vòng 3 phút trở lại. Thì cái sa thi cung này rút lên hoàn toàn. Nhưng mà xuống ha, tới ngày thứ tư thì không còn nữa. Thì các bạn coi lại cái bài đó. Tôi có đăng trong Đông Y cũng có. Bên Đỗ Khuyên K2 á, các bạn vô Đỗ Khuyên K2 và viện chẩn cũng có. Vì cái bộ quầy này đã rất quý đối với phụ nữ. Như vậy là cái việc này sẽ trị được cái bệnh suy nhược cơ thể, sa tử cung, sa dạ dày, sa trực tràng, tất cái loại sa đều được cứu ở ở Bách Hội và các người trên. Nếu cứu được Bách Hội sẽ giúp cho Tráng Dương. Ngoài ra còn kể trị được các chứng bệnh như đau đầu, tăng cái huyết áp, cáo giận hay trúng gió mà gây ra. Kế tiếp là chúng ta có mạch thứ 9 là mạch đốc. Có nhân chung. Nhân chung là một trong những cái nguyệt cấp cứu nổi tiếng của Đông Y.
Thì cái nhân chung thì nó nằm ở cái việc của diện chứng là số 63. Số 63 đó là nhân chung nằm chính giữa. Việc này cấp cứu rất là hay. Ta kết hợp với 19, 63, 53 và 57 của dân chứng thì chúng ta cứu ok. Thì việc này có cái chức năng là khai khiếu về mặt tinh thần, làm cho thần kinh tỉnh lại, hồi dương. Ấn quyết này sẽ giúp cho bệnh nhân hôn mê và tỉnh trở lại. Đối với người trúng gió, trúng nắng, ở người lớn hay là động kinh ở trẻ em, choáng váng, ngất xỉu vì mất máu, sản phụ thì có thể dây ấn cái việc này để cấp cứu. Việc này cũng có thể giúp cho những người mới sinh nở, nhau mà còn sót lại thì ấn nó cũng đẩy được đẩy ra. Ấn vào việc này thì 2 đến 3 phút cho đến khi nào có tác dụng là được, khi nào có tác dụng tỉnh là được. Thì các bạn tỉnh rồi thì các bạn dùng cái máy sấy. Các bạn sấy đầu, sấy cổ, sấy tay, chân. Nhất là chắc là bạn sấy vô mạch đốc này thì các bạn sẽ được ấm cơ thể, khí huyết sẽ được lưu thông. Bên đây cái việc này nó chỉ trị được cái tâm thần ngất xỉu, cái miệng méo hoặc cái mặt bị lệch, cái mặt bị bù thủng, xương sống đau nhức, vân vân. Nguyên nhân chung này có nhiều tác dụng, thì nữa chúng ta sẽ có một cái bài riêng ta nói chuyện về nhân chung và bát hội. Sang rồi chúng ta sang cái tại sao cái mạch mạch đốc thì tới mạch nhâm. Mạch nhâm thì chúng ta thấy nó đi từ dưới tới cung. Dưới tới cung, cái đường đi dưới tới cung của đối với nữ. Đối với nam là sao tiếng từ biệt. Cũng như hồi nãy chúng ta nói mạch nhâm và mạch đốc ẩn bắt nguồn từ hội âm. Mạch đốc thì đi ra phía sau lưng, mạch nhâm thì đi ra trước ngực. Thì từ cái huyệt hội âm đi lên khúc cốt đối với nữ được tính từ trung điểm của hậu môn đến cái bờ môi lớn, đi qua cái sương mù, đi lên quan nguyên, rồi lên thẳng trên cổ họng và kết thúc ở huyệt thừa tương và ở giao nhau với mạch đốc, tức là thừa tương ở đây. Kết thúc cho thừa tương. Các bạn nhớ em, đây tôi sẽ chỉ cho các bạn thì hai cái việc này các bạn gần lắm rồi. Thì nó đi từ hội âm, hồi nãy từ hội âm ở đây thì đi ra sau lưng ở đây lên tới đây kết thúc ở đại ngân giao. Còn hội âm thì nó cũng bắt đường từ đây nhưng mà nó chia ra, nó đi ra đi cái đường này ha, nó đi lên khúc cốt, đi quan nguyên, trung hải, trung rồi thần khuyết, đi dài lên đấy mà thiên đột, rồi đi lên đây thanh liêm, rồi lên đây
Tới đây là thời tương là kết thúc, vậy là kết thúc và nói được hai cái nhạch nhanh này. Như vậy là chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ đi xong rồi ta nói. Ta nói cái đường mạch nhâm ở dưới hồng môn bằng, tốt nhất là ta bằng nói bằng bằng ngải cứu. Thì ta hơi chỗ cái hội âm đó, làm cho ấm hay hội âm đó. Thì mạch nhâm nó chạy dọc theo dòng bụng và cai quản đường kinh âm trong cơ thể. Hồi nãy đường dương mạch đốc là cai quản đường kinh dương, còn ở mạch nhâm nó chạy dọc ở vùng bụng, cai quản 6 đường kinh kinh âm của cơ thể. Khi mà mạch của nhâm nó giao hội với các âm kinh ở tay chân để điều hòa âm dương và kiểm soát được âm kinh, nó kiểm soát được âm kinh, nó cũng không cho cơ thể lạnh quá, nó không cho cơ thể ấm quá. Nếu mà lạnh quá sẽ gây bệnh, ấm nóng quá cũng sẽ gây bệnh. Như vậy là nhâm có nghĩa là nuôi cái bào thai, nuôi dinh dưỡng cái bào thai, nó là chủ yếu, đó là nuôi nuôi cái hoài thai và nuôi nuôi dưỡng cái vùng vùng bụng, dùng sinh dục của nữ. Như vậy là cái mạch nhâm nó có một quan hệ mật thiết với cái quá trình mang thai, dưỡng thai và kinh nguyệt. Cho nên cái quyền này khi nói đến đây thì các bạn nữ thấy nó nắm một vai trò hết sức quan trọng đối với người phụ nữ. Vì nó cai quản ở vùng vùng âm. Vì nó có quan hệ mật thiết trong quá trình mang thai, dưỡng thai và kinh nguyệt. Kinh nguyệt không đều là do mạch nhâm. Kinh nguyệt không đều là do mạch nhâm. Như vậy là khi cái bài này nó xảy ra, các bạn nắm được rồi. Thì các bạn còn sợ về kinh nguyệt không đều đó hay không? Không. Ta không sợ về kinh nguyệt không đều nữa. Như vậy là chúng ta cần phải quan tâm cho nó nhiều hơn. Nếu mà mạch nhâm bị hư hàn thì cái vùng bụng dễ bị lạnh kết và có nhiều cái khối u hình thành ở tử cung, ở bú cổ, ở cái vú. Các bạn nào nữ, các bạn xem lại cái khu vực của cái tuyến vú của mình. Những nào là người nào bị nhiễm lạnh về mạch nhâm thì 100 người thì có đủ 100 người, không người nào sót ha. Tôi khẳng định một điều, không người nào sót. Các bạn bị u tuyến vú, có những cái hạch nó nổi lên ở khu vực cái vú á, hồ hồ nhỏ nhỏ đụng vô rất là đau. Thứ hai á là chỗ tử cung dứt phát là u xơ
tử cung, u, tất cả những cái khu vực của nội tiết tố, tức là chắc ăn là bị bú cổ, mấy cái đó không thể thoát được. Qua nghiên cứu thì một thời gian dài thì đa số các bạn nữ đều bị hết. Mà cái này chúng ta trị rất là dễ ha, rất là nhanh. Không ngờ chúng ta trị một cách nhanh mà chúng ta không thể lường trước được. Tôi đố các bạn đón, tôi trị trong vòng không quá 5 ngày, không còn nữa. Một cái phương pháp kỳ diệu nhất mà chúng ta không trị trực tiếp, mà tôi trị trên ổ mắt, tôi trị trên cái niêm mạc. Rồi xong rồi ta chỉ cần hơ khu vực trên mặt thôi, thì cái vú hoặc là cái tiếng tử cung sẽ hết nhanh, vì ta có bách hội. Nếu sao thì cung thì có bách hội, ta có trường cường rồi đó, như nãy đó, ở bệnh đốc á. Hai cái mạch này các bạn bấm, hai mạch này các bạn làm sao cho hai cái mạch này giữ nguyên cái chức năng và nhiệm vụ của nó, thì bạn sẽ không bao giờ có các hiện tượng nó xảy ra, vì nó quản lý và điều chỉnh của 12 đường kinh. Bạch đốc giữ vững được 12 đường kinh dương, thì bạch nhâm điều chỉnh 12 đường kinh, 6 đường kinh âm. Như vậy là các bạn ghi cho tôi nguyệt hội, du nguyệt giao hội ở đường mạch nhâm, ở mạch nhâm, du nguyệt giao hội ở mạch nhâm. Một, hội âm. Hai, khúc cốt. Ba, trung cực. Bốn, quan nguyên. Âm giao. Hạ quản. Trung quản. Thượng quản. Thiên đột. Liêm tiền. Thừa tương. Liêm tiền thừa tương. Đọc lại các bạn dò ha, vì các bạn muốn làm ấm thì các bạn phải hơ được cái mấy nguyệt này, dây hơ với nguyệt này. Hội âm, khúc cốt, trung cực, quan nguyên, âm giao, hạ quản, trung quản, thượng quản, thiên đột, liêm tiền, thừa tương. Khúc cốt, quan nguyên, hạ nguyên, trung nguyên, trung quản ấy, thượng quản, đảng trung, thiên đột, thiên đột, thừa tương, thừa tương.
Bây giờ ta đi từng nguyệt thì cái nguyệt quang nguyên cái quyền hồi âm thì các bạn biết rồi, chỉ không cần chỉ nữa cũng được, là chữa về các bệnh đường sinh dục, ngứa cái bộ hạ, duy tinh, kinh nguyệt không đều và bệnh tâm thần. Tới nguyệt quang nguyên, khúc cốt rồi, khúc cốt trung cực, khúc cốt trung cực quang nguyên thì nó nằm ở gần với nhau. Thì tôi sẽ tóm tắt cho các bạn. Thì khúc cốt về lên trung cực thì lên quang nguyên. Rồi khí hải thần khuyết rồi đó. Thì mấy cái huyệt này thì nó cũng trị khúc cốt thì nó trị liệt dương, kinh nguyệt không đều. Nguyên cái khu vực này các bạn chụm lại, chỉ các bạn chỉ lấy một cái huyệt quan nguyên thôi, nhưng mà các bạn hơ cho nó thẳng lên một cái vùng rộng chút thì chúng ta sẽ được ba một cái huyệt. Thì nó trị quan nguyên thì nó trị được đau lưng, rồi đau quanh cái gúng, đái dầm, duy tinh, liệt dương, tiêu chảy, kinh nguyệt không đều, băng liễu quyết, trón gián, sau khi sanh, trúng gió, ung nhọt ở trong ruột. Thì nguyên vì nguyên cái vùng này thì các bạn sẽ trị được các bệnh đó. Tôi nói lại quan nguyên quan nguyên trung cực rồi thạch môn rồi khí hải thì nó nằm ở khu vực đó, thì các bạn hơi rộng ra thì chỉ được đau lưng, đau bụng, đau quanh gúng, đái dầm, di tinh, liệt dương, thì ế chảy, kinh nguyệt không đều, băng huyết, chón gián sau khi sinh, trúng gió, ung nhọt ở trong ruột. Cái nguyệt thứ hai thì nguyệt thần khuyết. Cái nguyệt thần khuyết này ở vùng gúng, tức là ở vùng giữa gúng. Nó chỉ được đau bụng, soi bụng, trĩ và tiết tả. Thì cái nguyệt thần khuyết này thì chia cơ thể chúng ta làm hai phần bằng nhau, thì nó là nằm ở gúng. Nó chỉ được đổ mồ hôi, xả nóng, nằm ở giữa gúng. Khi mà cái gúng mà các bạn bị lạnh, không giữ nóng được, thì dễ sinh ra ói mửa. Các bạn đi tàu xe mà bị ói thì các bạn có thể dùng cây miếng xà lan bát cắt miếng rồi các bạn dán trúng vào cái cầu gúng mà phía trong ha, các bạn ụp lên thì nó không hết, và các bạn cắt thành cái bốn cái cạnh rồi nhét cái sừng bát vô đụng trong cái gúng phía trong, thì các bạn đi xe hơi tàu xe đồ không bao giờ bị ói mửa. Cái việc này thì coi là một cái nguyệt quan trọng nhất của cơ thể trong kỳ mang thai. Nguyệt này là có mối quan hệ mật thiết với tất cả các cái tạng phủ ở trong trong thai. Khi mà bị ngắt đó, cấp cứu đó, thì ta có thể cấp cứu ở nguyệt này đến khi nào tỉnh dậy mà thôi.
ta hơ ngải cứu trực tiếp hoặc là đắp muối nóng cũng được. Ngoài ra thì có thể giúp chúng ta phục hồi lại sức khỏe, chữa các bệnh suy nhược về sợ lạnh vào cái mùa đông, đổ mồ hôi, sợ nóng vào mùa hè, có thể cứu cái việc này. Lần đầu tiên có thể cứu nóng khoảng 10 phút, về sau ta tăng thêm 5 phút là được. Người khỏe thì cảm thấy nóng nhanh hơn và người khỏe thì thấy nóng nhanh hơn người già yếu. Càng cố mà các bạn càng thấy nóng nhanh là sức khỏe của các bạn đã hồi phục. Cho nên cái việc nào mà các bạn thấy người mà để vô nóng liền ấy, là người đó còn khỏe. Còn để vô hồi nóng á, sâu vô á, là người đó cơ thể bị yếu. Cho nên các bạn hơi cái cố các bạn hơi mà liếc qua là hơi ngang không là người ta đã nóng rồi thì sức khỏe ta còn tốt. Còn người mà trong cơ thể của ta nó lạnh quá, các bạn hơi một hồi người ta mới nóng, tức là người ta đã yếu rồi. Cho nên các bạn cái quyệt thần khuyết này là thai nhi sống trong tử cung trong bào thai cũng nhờ cái rúng này mà đưa cái người mẹ đưa thức ăn vào cho thai nhi để nuôi thai nhi lớn lên. Các bạn làm nóng cái việc này thì các bạn sẽ không còn chứng bụng nữa, không đau bụng nữa và giảm tiêu chảy và giảm tiêu chảy. Cái huyệt kế tiếp là huyệt trung quản. Trung quản gần trung quản thượng quản mà chúng ta mới nói hồi nãy, bây giờ người ta lên về chữ trung quản, tức là ở bụng trên trên cái rúng bốn thốn, trên cái rúng bốn thốn nó trị đau dạ dày buồn nôn là uống ăn uống không ngon miệng và mất ngủ. Cái chỗ nào cái thường thường mà các bạn trung quản là vùng của trung tiêu, phụ trách vùng bụng. Cho nên các bạn chướng bụng, sình bụng, đầy hơi thì các bạn có thể dây hơi cái huyệt trung quản này thì cái cơn đau dạ dày của bạn sẽ bớt, buồn nôn quá bớt, rồi ăn uống không ngon miệng, mất ngủ. Các bạn đa số các bạn mất ngủ thì đa số bệnh này nó chướng hơi làm sao bạn khó ngủ lắm, thì chúng ta cần phải hơ dây hơ trung trung quản mệnh môn nữa. Các bạn thân dây lần trước các bạn cũng nên dây thì phía sau, bởi vì các bạn trị mạch nhâm thì nó ở phía trước, mạch trống phía sau thì ta trị mạch nhâm thì ta phải điều chỉnh lại mạch đốc, đó là trước sau theo quy tắc của thầy tổ giáo sư tiến sĩ và Bùi Quốc Châu. Cái nguyệt trung quản rồi tới nguyệt nó chuyên trị dạ dày nè, rồi chướng hơi, rồi xa xa dạ dày, nôn ói, ợ chua,
Tây giờ vậy bị hư nhược thì ta cũng trị được cái huyệt trung quản này. Ta xoa bóp ha, ta cứu hàng ngày. Tới huyệt kế tiếp là cái huyệt trung quản của đản trung. Cái huyệt đản trung. Cái huyệt đản trung thì nằm ở trên đây, trên trái ngực đây. Đối với nam á, thì nó nằm dưới một chút, đối với nữ thì nằm trên một chút. Ta chữa được cái chứng bệnh của dạ dày, dạ đường ruột. Chị dạ dày trị hành tá tràng, chị tá tràng đầy hơi. Rồi tức ngực. Đáng chung thì ta nên so lên cái việc này cho đến khi nào khí chỗ này nó nóng lên, khí chỗ này nó nóng lên, khu vực này nó nóng lên, chỗ đáng chung này ta nóng lên. Lúc này ta cảm thấy có một cái luồng khí nóng nó chạy khắp cơ thể thì cái chỗ này nó có chạy được hay không, thông được hay không, khí huyết đản trung thì nó nằm ở cái vùng thượng vị thừa thượng tiêu, thì nó sẽ dùng thượng tiêu thì có phế và có tâm. Như vậy là cái mà các bạn hơ, các bạn xoa bóp nóng cái vùng này thì các bạn sẽ thấy có một luồng khí nó chạy khắp cơ thể. Việc này sẽ chăm sóc sức khỏe rất là tuyệt vời. Các bạn tức ngực khó thở thì các bạn dùng dầu hoặc là nhai gai cứu hay là máy sấy, các bạn hơ thẳng vậy đó. Mà sau khi sinh một tháng, thai phụ nên xoa bóp các huyệt như thiếu trạch, đản trung, nhũ căn để đủ sữa cho con bú. Thiếu trạch, đản trung, nhũ căn để đủ sữa cho con bú. Thì cái việc này đã trị được ho, xỉn, khó thở, nước cục, đau thần kinh liên sườn và các bệnh thuộc triệt khí. Tại vì nó đều đường kinh tam tiêu thì nó chỉ được về khí, nó vùng vùng thượng tiêu. Số 4 là cái huyệt thiên đột. Thiên đột là chỗ cái cổ này. Một cái này là huyệt nổi tiếng của đường kinh ơi mạch châm. Ông chị đồn rất là hay. Ông chị tiếng tiếng giáp. Đồn rất là tài, ấn hơ ổng chút xíu mất tiêu đờm, nó chỉ được đau họng, mất tiếng một cách đột ngột, khan tiếng, nứt cục ở chua và bú cổ. Và một cuối cùng là công việc thừa tương. Thừa tương thì nó nằm ở đây, tương nằm ở đây thì chỉ được cứng cổ, động kinh, đau răng, méo miệng, chảy nước nước dãi, nhà chị được ruột già. Bây giờ nó không gây, nó nằm ở chỗ ruột già. Như vậy là tóm lại cái mạch nhâm là ta trị được các bệnh. Nếu chữa về các cái chứng bệnh về hệ sinh dục, nếu trị về hệ sinh dục thì mạch châm nó trị được kinh nguyệt không đều, duy tinh, liệt dương, niệu đạo, tiểu đêm, tiểu tiện thì bất lợi thì nó không trị được. Nếu trị về các bệnh về tiêu hóa thì ông trị được đau bụng, sôi bụng, ăn không ngon, ngủ không yên,
Miệng thì đắng, buồn nôn, tiêu chảy và lạnh bụng. Đó là trị về bệnh tiêu hóa. Nếu trị về bệnh hô hấp thì ông chỉ được hen suyễn, đau họng, trị các chứng bệnh khác như buồn phiền, bực tức, thiếu sữa và bệnh tâm thần. Như vậy là cái mạch nhâm và mạch đốc. Thì cái bài hôm nay đến đây là hết. Thì các bạn có cái thắc mắc gì về mạch nhâm, về mạch đốc thì các bạn phát biểu, rồi tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn hơ mạch nhâm và mạch đốc, trừ trừ tất cả các loại bệnh. Cho nên các bạn trị bệnh mà các bạn không nghĩ đến hai cái mạch, mạch nhâm và mạch đốc, là hai mạch chủ lực phụ trách 12 đường kinh qua hai mạch. Mạch đốc, tóm lại mạch đốc nó chịu trách nhiệm về 12 đường đường kinh. Mạch đốc chịu trách nhiệm 6 đường kinh dương. Mạch nhâm chịu trách nhiệm 6 đường kinh âm. Cho nên chúng ta trị bệnh trước nhất thì muốn làm ấm được đường kinh âm hoặc đường kinh dương thì chúng ta phải qua mạch nhâm và mạch đốc để làm ấm cơ thể toàn thân. Đi về chúng ta nãy nói rồi, mạch đốc chịu trách nhiệm toàn thân, điều chỉnh độ ấm cho toàn thân. Mạch nhâm điều chỉnh 6 mạch, 6 đường kinh âm, 6 đường kinh âm. Cho nên chúng ta trước khi, dù sao khi mà trước khi các bạn vô trị bệnh đi, bệnh nào cũng như bệnh ấy, thì các bạn hơi nóng đi, hơi nóng cho cái cơ thể nó ấm lại, khí huyết sẽ lưu thông, lúc đó ta trị một cách dễ dàng.